Có nhiều người không hiểu, người ta kêu vì sao mà niệm là được cứu mà không niệm là không cứu. Và chính là cô Lan Phương cổ nói: mấy năm nay sư phụ phổ biến cái lời dạy của tổ sư Ấn Quang là chú Đại Bi với lại là niệm Quan Âm. Hôm nay con mới thấy là thần diệu, mà bản thân con cũng có cảm được. Nhiều lúc con lên con đọc những cái bài tắc bạch, giống như vừa rồi Vu Lan hoặc một số những cái bài tắc bạch Tết Nguyên Đán, mà trước khi con lên là con rung, con thấy đại chúng đông, con khớp cái tâm sợ hãi, cái tâm mà lo lắng buồn chồn đó con khớp. Mà niệm chỉ trong vòng mười mấy niệm là cái tâm bắt đầu nó yên. Hay, đúng là trong danh hiệu Bồ Tát Quan Âm có cái một cái lực vô ý. Vô là không, ý là sợ, là một cái lực không sợ hãi. Danh hiệu Phật cũng thế, thần chú Đại Bi cũng thế. Bởi vì khả năng của mình là sợ hãi, là bất an, là tạo nghiệp xấu ác nhiều. Và cái khả năng thần thông diệu dụng, ngũ thông thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tông, túc mạng, toàn bộ không có, không có khả năng hơn Bồ Tát. Thì phải cầu Bồ Tát gia hộ, mình không có khả năng hơn Bồ Tát mà. Dĩ nhiên lý tánh của mình là có đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, nhưng bị phiền não nó phủ lấp hết rồi, những cái tác dụng đó mình không có nữa. Tác dụng thần thông á, mình không có nữa. Ví dụ những người chết họ có thần thông, họ đi ra rất dễ. Có một cái anh chàng đó, anh có sợi dây, anh mua sẵn rồi, anh cho cả gia đình bốn người tuột dây xuống hết, không bị gì hết. Chỉ cần một sợi dây đó là thoát khỏi rồi. Bữa nay cái dây thang là coi như bán đắt như tôm tươi, không có bán nữa. Ai cũng sợ trên tầng cao rồi mua dây. Ông Quảng Tịnh ông kêu sư phụ cũng thủ sợi dây luôn đi. Thì kêu ừ, ông muốn mua thì mua để đó. À. Thì như vậy cái việc mà những người họ mất ở trong cái chung cư mini đó, thì mỗi người trong mỗi hoàn cảnh có một đứa bé nhỏ nó thoát ra được. Như vậy nếu mà mình niệm Quan Âm Bồ Tát thì Bồ Tát cứu mình, thì cái nguyên lý ở đâu là niệm là cứu, không niệm không cứu? Nghe chỗ này cho rõ. Chứ nhiều người họ không hiểu sâu về cái triết lý này, rồi cuối cùng họ mới nói rằng Bồ Tát thiên vị, sao niệm mới cứu mà không niệm không cứu. Vậy là cái người không cứu đó là Bồ Tát ghét, hay là Bồ Tát có thần thông mà sao Bồ Tát không cứu? Lắng nghe cái chỗ này. Cái chỗ này là cái đạo lý rất sâu. Nó có hai cái mặt mình phải hiểu. Thứ nhất là cái mặt triết lý nè, nghe cho kỹ nè. Sở dĩ gia đình mà quả quạn ở chung cư mini mà họ thoát được cái cảnh mà lửa cháy đó và khói ngột ngạt đó, là thứ nhất họ thành tâm họ niệm Quan Âm Bồ Tát, thì vô hình chung trong danh hiệu Nam Mô Quán Tham Bồ Tát làm cho họ có một cái lực không sợ hãi. Mà khi một con người không sợ hãi, họ sẽ có một cái sức định tĩnh để họ giải quyết vấn đề. Ngay cái đứa bé mà nó không chạy theo cha mẹ, không chạy theo anh, ngồi tại trong nhà bịt cái khăn ướt 5 tiếng đồng hồ sau lửa không lên tới, rồi người ta dập được, người ta vẫn cứu nó được. Đứa nhỏ này bình tĩnh. Cái quan trọng là định tĩnh nha. Trong nhà Phật mình có giới định tuệ phải không? Định rất quan trọng. Định là nhịp cầu để sanh ra trí tuệ. À, cái sức định tĩnh của người này có là do họ có căn lành, họ còn phước báu, cộng lại thọ mạng họ chưa hết, và có được các vị vô hình ông bà cha mẹ che chở nữa đó ngàn, chứ không phải không có đâu ngàn. À, trời Phật thương ha, ông bà mình thương phải không? Nghe câu đó có à, thương che chở à. Thì như vậy khi mà mình niệm Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, thứ nhất mặt lý tánh trong tâm mình định tĩnh, mà khi trong tâm mình định tĩnh bắt đầu nó phát ra cái diệu dụng của chân tâm. Ồ, cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc nha, nghe cho kỹ ha. Khi con người mình sợ hãi, hoảng hốt, bất an, lo âu, bồn chồn thì mình quýu, mình rối, không làm theo cái sự định tĩnh sáng suốt, mà làm theo cái sự mà mình phải sợ hãi để mà mình phải bất an. Mà khi người này họ thành tâm họ niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhất là Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, là Bồ Tát cứu những người trong lửa cháy nước trôi, nguyện của Ngài mà. Nhưng mà khi danh hiệu này đi vào trong tâm thức tha thiết cầu nguyện Ngài, thì thứ nhất cái danh hiệu đi vào trong tâm thức mình khởi được cái tác dụng, đó là tâm định tĩnh sáng suốt. Thứ hai, nếu người này mình niệm sâu, thiệt là sâu, đi đến chỗ nhất tâm bất loạn. Thường người ta sợ hãi, người ta hay đi vô chuyện nhất tâm. Khi họ niệm được nhất tâm rồi thì nhất tâm thông vạn pháp, mình với lửa là một, mình với nước là một, mình với hư không là một,
Cho nên cái người nhất tâm rồi họ có thần thông, họ đi trên hư không, họ vào trong nước, nước không có nhận chìm, vào trong lửa, lửa không cháy. Bởi vì họ nhất tâm rồi, cho nên toàn bộ thân thể, tâm thức của họ với lửa là một, cho nên lửa không đốt được lửa. Nước không nhận chìm được nước. Những người ra biển người ta bị nước trôi, bị sóng thần, họ thành tâm họ niệm thì họ cứ nằm bồng bềnh ở trên nước. Hoặc là Bồ Tát hiện thành thuyền bè, thúng mũng cây cối cho họ ôm. Nghe chỗ, cái, chỗ lý tánh này thấy thú vị phải không? Cái chỗ này là cái chỗ lý tánh. Khi danh hiệu Bồ Tát đi sâu vào tâm thức, nhưng với điều kiện bình thường họ phải thường niệm. Cho nếu lúc đó họ gặp hoạn nạn thì hoảng hốt, không làm chủ được mình và không nhớ để niệm đâu. Cái nghiệp sợ hãi đó nó sẽ bao phủ cái tâm luôn. Và niệm không đủ tính tâm và không đủ sức định và không có niệm tha thiết thì người này mất liên lạc với Bồ Tát Quan Âm và không khởi tác dụng được từ nơi chân tâm. Quý vị muốn gọi điện thoại thì bấm 0909 74 14 14 mới gọi vô được chú thị giả là chú Tính, đúng không? Bấm đúng số điện thoại thì gọi được đó. Cái việc mà cảm với Bồ Tát Quan Âm cũng nói về cái đạo lý này. Bảy chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Có nhiều người hỏi Tổ Quan là con niệm thêm được không? Hỏi thêm là sao? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài nói cũng là một danh hiệu mà dài quá. Thôi niệm bảy chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được rồi. Chúng ta có nghe, nhớ nha. Thì như vậy khi mà mình thành tâm mình niệm, cũng như gia đình mà bị thoát nạn lửa ở tại chung cư mini á, là họ khi thành tâm họ niệm thì cái âm thanh, cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đi vào tâm thức của họ, để cho họ khởi lên một cái tác dụng, đó là có được một cái sức định tĩnh, có được một cái phương tiện khéo léo, và tâm thức họ an định, đó là mặt lý tánh. Về cái mặt sự tướng, khi Bồ Tát Quan Âm nghe chúng sanh đau khổ kêu cầu, gặp nạn nước, nạn lửa, nạn chuẩn bị tự tử, nạn gì đi nữa, mà khi khởi tâm lên niệm thì Bồ Tát Quan Âm ứng hiện hóa thân vào trong con người mà đang xưng niệm, dùng mọi phương tiện để cứu. Có hai mặt. Mặt thứ nhất là lý tánh, là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để cho mình có được một cái không sợ hãi là thứ nhất. Thứ hai, khởi được cái tác dụng trong tâm. Trong tâm mình nó có nhiều cái tác dụng rất siêu quần bạc tỷ. Nó khởi những cái tác dụng để mà cứu mình rất đặc sắc. Thứ ba là cái việc cảm ứng màu nhiệm, có Bồ Tát Quan Âm ở bên ngoài chúng ta và nghe danh cho nên ứng hiện cứu khổ. Còn người không niệm, tâm hoảng hốt sợ hãi, mất liên lạc với Bồ Tát, cho nên Bồ Tát không cứu được. Chứ không phải là Bồ Tát không thương người bị chết, chết cháy này. Không phải không thương 56 người đó, mà người, mấy người đó vì nghiệp lực sâu nặng, không tin được danh hiệu Bồ Tát, không đủ khả năng, không đủ nhân duyên và không có nhớ được Bồ Tát để niệm. Cho nên cái việc để mà liên lạc được sự cứu khổ, mất liên lạc. Mất liên lạc. Trời ơi, cả một cái vùng xung quanh đó, 11, 12 giờ khuya, 1, 2 giờ khuya, người đứng trên lầu, cái tiếng la thất thanh, cứu tôi với, lửa cháy tôi gần chết rồi, khói ngột ngạt rồi, cả một cái chung cư, 150 người la thất thanh. Như vậy bài học gì rút ra kinh nghiệm? Khi mình chết cửu huỳnh tử là chết nước, chết đạn, chết lửa, chết vì tự tử, chết vì chợt té lất rớt xuống cái vực sâu, chết vì một viên đạn xuyên qua người, chết vì người ta đập cái cây ngay cái đầu mình chết, vân vân, đủ kiểu là chín kiểu chết. Thì ngài A Nan hỏi Đức Phật là chín cái kiểu chết này người ta được siêu thoát không? Thì ngài A Nan hỏi Phật thì Phật mới nói là nếu người này đã vô dòng thánh, họ lọt vô dòng thánh Tư Đồ Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, là cái cây đã nghiêng về cái phía phía tây rồi, thì gió kiểu gì nó cũng bật về phía tây, bởi vì nó đã nghiêng về phía tây, tức là tâm họ đã nghiêng về dòng thánh rồi. Nhưng ngài Mục Kiền Liên bị cái quả báo là giết cha mẹ mù, đưa lên trên rừng cho chết, thì mấy trăm kiếp và kiếp cuối cùng, đời cuối cùng là bị ngoại đạo đánh banh xác, cắt từng miếng thịt ra để khỏi dùng cái thần thông để nhập vào, để gom lại trở thành cái thân nữa. Cho nên Đức Phật nói tuy rằng thân Mục Kiền Liên bị tàn sát, cắt từng miếng thịt, đập chết tan nát, mà tâm thức Mục Kiền Liên đã chứng A-la-hán, cho nên vẫn được siêu thoát. Tâm thức trả quả, mà thân này trả cái quả báo do bất hiếu, nhưng tâm thức vẫn nhập vào được vô dư niết bàn.
Ghê chưa? Còn đối với chúng ta thì sao? Đối với chúng ta khi gặp cửu quỳnh tử như vậy, nếu người này thực sự trì thần chú đại bi, niệm Phật, niệm Quan Âm ha, thì nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Hai cái ông sinh viên đó mà tối đó ông đi chơi, ông không về mà cuối cùng ông không chết mà, ông không có niệm, chắc chắn là chúng ta nghĩ là chắc là họ không có nghe thông tin là họ niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú đại bi, nhưng mà họ còn một cái phước báo che chở khiến cái bữa đó họ phải đi mà. Khiến cái bữa đó họ phải đi, nó không có lọt vào trong cái cộng nghiệp đó. Thì mình mổ xẻ ra là những người mất đó thực sự là một loại cộng nghiệp. Nhà Phật nói là một loại cộng nghiệp. Mà cái cộng nghiệp này á, nếu mà mình biết cách để mà mình chuyển hóa, mình ăn chay, mình niệm Phật, mình trì chú, mình tụng kinh, mình niệm Quan Âm, mình phóng sanh, mình làm lành, mình làm phước, thì cái cộng nghiệp này nó sẽ gì? Nó sẽ còn một cái là biệt nghiệp, là mấy người khác chết mà mình không chết. Có, chúng tôi được xem một đứa bé gái bịt khăn ướt, một đứa trai, bé trai á, là học trong trường học, người ta chỉ cái cách thoát lửa nó sống. Một số người có sợi dây tuột xuống vân vân, có một số người thoát. Thì chúng tôi kể một cái câu chuyện này cho quý vị nghe ở trong văn sao, đang nói đến cộng nghiệp và biệt nghiệp. Nói chuyện, câu chuyện này là câu chuyện bị nặng nước chứ không phải nặng lửa. Thì có một cái ông này, ông làm phước thiện rất là tốt. Những cánh đồng lúa của ổng khi ổng thu hoạch về xong á, ổng bỏ trong một cái bồn. Thì khi ổng bỏ vào trong đó, ổng canh trong cái bồn mà để ổng dùng một năm á, thí dụ là 2 tạ hoặc là 1 tấn gì đi, là họ để riêng trong một cái bồn, riêng trong một cái chỗ riêng đó, họ để họ ăn trong 1 năm. Còn lại những lúa mà dư á, là ổng lấy ổng cho hết bá gia bá tánh. Và tiền của ông có, ông giúp những người nghèo, ông làm những chuyện thiện nguyện. Thì có một cái lúc, cái đập, tức là cái bờ đê nó ngăn cản một cái con sông lớn. Cái sông đó là sông Hoàng Hà, Tổ Ân Quang nó là sông Hoàng Hà. Thì nước dâng lên và bờ đê chịu không nổi, vỡ đê. Thì khi vỡ đê, nước ào xuống một cái, thì dân làng trong đó có người chạy tán loạn, có người sống, có người chết, mà hầu như là 70% chết. Vỡ đê, không kịp chạy. Thì riêng ông này trong nhà ổng vẫn sống vô tư. Nghe cái mấy kinh chứ. Nhìn ra thấy như là một đám sương mù, nước phủ hết nhà của ổng luôn. Toàn bộ những căn nhà ngập hết toàn bộ. Riêng nhà của ông, cả gia đình ở trong nhà, thấy bên ngoài giống như là sương mù, nước không lọt vô trong nhà. Thì đê nó vỡ thì nó đi qua giống một con lũ mà ào xuống một cái, mấy tiếng đồng hồ là sạch sẽ. Riêng nhà ổng không hề hỏng gì. Coi lại trong văn sao đi, có câu chuyện này. Bữa nay tự nhiên sao lại nhớ câu chuyện này. Cái gì che chở? Long thần hộ pháp, thiện thần che chở. Do ông này ông làm thiện quá nhiều, ông cứu những cái người mà nghèo khổ không có gạo ăn, ông giúp cho những người mà cơ nhỡ khó khăn, cho nên cái phước báu của ông quá lớn. Cho nên khi ông gặp nạn nước nạn lửa thì có thiện thần long thần hộ pháp đến che chở. Tin điều này không? Tin không? Cái câu chuyện này có thiệt ở trong văn sao. Nói như vậy thì những người mà bị hoạn nạn đó, có những lúc những người họ làm thiện, ví dụ như là ở ngoài chung cư mini có những người họ làm thiện, mà cái sức thiện của họ nhỏ quá và cái cộng nghiệp lớn quá, cho nên lúc đó họ phải trả, họ phải trả. Nhưng nếu chúng ta mà làm thiện giống như cái ông mà Tổ sư Ông Quang nói là có lúa cho lúa, có gạo cho gạo, những người nghèo lo đủ ăn mình thôi đó, rồi có tiền giúp cho người khác, rồi vân vân, làm những điều phước thiện á, thì khi mà gặp hoạn nạn á, thì có thiện thần long thần hộ pháp che chở. Điều này có. Chúng tôi tin điều này. Thì bây giờ chúng ta phải suy nghĩ đến cái việc thiện chúng ta phải làm. Đó là nói đến nghiệp thiện, là thiện nghiệp phải làm. Và khi làm thiện nghiệp như vậy, thay vì mình gặp cái ác báo là nước, là lửa, là trộm cướp, là bị coi như là té tàu, té xe, rồi chết vì đạn, chết vân vân, những cái chuyện chết mà chết đột ngột á, thì nhờ cái phước này nó che chở cho chúng ta. Và nó vi diệu mà nó nhanh hơn là khi có tiền chúng ta bị gặp nạn rồi chúng ta mới dùng đồng tiền đó vô để người ta chữa.
Hôm nay chúng tôi muốn nói cái đạo lý này cho mọi người biết.